Rồi, trước mắt các bạn là trận đấu diễn ra giữa hai đội Mùa Mưa và Quỳnh Thịnh. Bóng ngoài, điểm 1-0 cho Mùa Mưa. Bóng lại ngoài, điểm 2-0. Bóng còn. Đáp, quả tuyệt, rất tiếc bóng chuyền xuống. Quá hay, điểm 1-2 cho Bình Định. Phát bóng ăn điểm trực tiếp, 2 đều. Bóng qua. Đáp. Đáp bóng tốt, điểm 3-2 cho Bình Thịnh. Phát bóng ngoài, điểm 3 đều. Đập bóng tốt, điểm 4-2. Ở 4-3 xin lỗi. Quá ghê rồi. Điểm 4 đều. Bóng ngoài, điểm 5-4 cho Mùa Mưa. Mất banh hả? Bóng tốt. Đập bóng tốt, điểm 5 đều. Bỏ bóng tốt, điểm 6-5. Bỏ bóng tốt, điểm 6 đều. Đập bóng tốt, điểm cho Mùa Mưa, 7-6. Phát bóng không sang lưới, điểm 7 đều. Bóng vẫn còn. Vòng bán 12 trận luôn, mới sắp 10 trận rồi đúng. Bóng còn, thủ tốt. Còn kết thúc bắt góc. Quá hay, bỏ bóng tốt, điểm 8-7. Sắp mấy cái bộ trận rồi. Mười hai trận. Điểm tốt, 9-7.
Bỏ bóng tốt. Điểm 10. 7. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. 11. 7. Bỏ bóng tốt. 8. 11. Phát bóng không xa lưới. Điểm 12. 8. Phát bóng không, phát bóng ngoài. Điểm 9. 12. Đổi điểm 13. 9. Bóng còn. Đập bóng dội trắng ra ngoài. 14. 9. Quá tốt. Qua chùa luôn. Điểm 10. 10. 14. Điểm 10. 14. Đập bóng tốc. 15-10. Lưu ý điểm cuối. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Kết thúc set 1. Mùa mưa tháng trước 1-0. Set 2. Quỳnh Thịnh phát bóng. Mũ Hạnh Bình phát bóng ngoài. Điểm mùa mưa 1-0. Đổi điểm 1 điều cho Quỳnh Thịnh. Bóng ngoài. Điểm Quỳnh Thịnh 2-1. Đập bóng tốt. 2 điều. Dạ coi. Điểm 3-2 cho Muộn Bình Thịnh. Quá tốt. Đập bóng tốt. Điểm 3 đều. Xử lý bóng tốt. Điểm 4-3. Đập bóng tốt. Điểm 5-3. Pin còn nhóc mà. Nó còn 2 cục lận. Nó báo sống còn 2 cục nè. Thank you.
Bóng tốt. Lỗi kỹ thuật. Điểm 6-3. Quá hay vậy. Rất tiếc bóng ngoài nha các bạn. Bốn sáu. Đập bóng tốt. Điểm 7-4. Quá tốt. Điểm 5-7. Rất khi bóng ngoài. Điểm 6-7. Bỏ bóng tốt. 8-6. Vô. Chắc âm dục. Bóng ngoài. Hả? Ở đâu? 9-6. Cái gì vậy? Có gì đó nữa hả? Quá tốt rồi. Đập bóng tốt. Điểm 7-9. Chiều hùng mớ hả? Chưa xây một chiều. Quá đẹp rồi. Bóng vẫn còn. Kết thúc. Đập bóng tốt. Điểm 10-7. Tạm dừng hội ý. Điểm 17. Bóng còn. Đáp. Đập bóng tốt. 11-7. Vừa nói chiều 11, 12 giờ chưa bánh bùng bùng mình tới chiều. Quá đẹp. Đập bóng tốt. Điểm 8-11. Xử lý bóng tốt. Điểm 12-8. Phát bóng ngoài. 9-12. Quá tốt. 13-9. Phát bóng ngoài. 10-13. Bỏ bóng tốt. 14-10.
chết luôn. Ở đây em chỉ đứt chờ đâu, đi lên kêu bánh mấy con sữa xe đứt chờ hả? Nãy chờ. Bỏ bóng tốt. 11, 14. Phát bóng ngoài. 15, 11. Lưu ý điểm cuối. Mười hai, mười lăm. Đập bóng ngoài luôn. Mười ba, mười lăm. Bóng ngoài. Kết thúc set 2, hai đội tạm hòa nhau 1 đều. Set 3, mùa mưa phát bóng. Set 3, 12 điểm tới, 6 điểm đổi sân. Phát bóng mang điểm trực tiếp, điểm 1-0 cho mùa mưa. Bóng vẫn còn nha các bạn. Quá tốt rồi. Điểm 2-0. Rồi cởi áo luôn. Quá tốt rồi. Bóng còn. Bóng vẫn còn luôn. Quá đẹp. Bóng còn, thủ quá tốt. Bóng còn. Quá hay rồi. Đáp trọng chẳng các bạn ơi. Điểm 3-0. Phát bóng ngoài, đổi điểm 1-3. Phát bóng mang điểm trực tiếp 2-3. Đập bóng tốt. Điểm 4-2. Quá đẹp. Rất tiếc bóng ngoài luôn. Điểm 5-2. Đập bóng tốt. Đổi điểm 3-5. Đập bóng tốt. 6-3 đổi sân. Đúng, đúng rồi, đánh đủ tiền đánh. Còn nếu muốn nghỉ sớm thì khỏi đánh. Quá đẹp. Bóng tốt, thủ tốt nha mọi người. Đập bóng tốt. Hết pin luôn. Alo, alo. Đây.
Bóng con. Rồi, hết nghe luôn. Quá ghê. Điểm 5-6. Bóng con. Bóng không sang lưới. Điểm 6 đều. Điểm ngoài đi. Đập bóng tốt, điểm mùa mưa 7-6. Bóng tốt. Đáp. Lần tiệc bóng ngoài luôn. 7 đều. Bóc bóng không sang lưới, điểm 8-7. Trắng bóng tốt, 9-7. Quá khéo, bóng vẫn còn. Đáp. Quá tốt, cổ tay quá đẹp. Điểm 10-7. Đập bóng tốt. Điểm 11-7. Pháo bóng không sang lưới. Xuống đất mà dưới gì dưới á. Về dưới lưới á. 8-11. Quá hay, bóng vẫn còn. Bóng không sang lưới. Điểm 9-11. Thủ bóng tốt. Bóng còn ai kết thúc. Chống chắn rồi. Xin lỗi bạn. Điểm 10-11. Đập bóng tốt. Kết thúc. Tên mùa mưa thắng chung cuộc 2-0, 2-1.